Chiều ngày 15 tháng 12, Tổng cục Thuế tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2023, công bố cổng thông tin thương mại điện tử và chương trình hóa đơn điện tử từ máy tính tiền. Đến dự hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, tại điểm cầu Tây Ninh có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Văn Thắng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nguyễn Tấn Lợi. Năm 2022, có 63 trên 64 cục thuế hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 được giao, trong đó có Cục thuế tỉnh Tây Ninh. Điện tử hóa, số hóa công tác quản lý thuế, trọng tâm là hóa đơn điện tử, thúc đẩy cung cấp dịch vụ thuế điện tử được toàn ngành thuế xác định là nhiệm vụ chính trị quan trọng của ngành thuế trong năm 2022. Đến ngày 1 tháng 7 năm 2022, 100% số lượng doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ cá nhân kinh doanh chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử. Hiện đã có trên 2,1 tỷ hóa đơn điện tử được phát hành. Tổng cục thuế đã cắt giảm 70 thủ tục hành chính, giảm 23% so với cuối năm 2021. Tại hội nghị, Tổng cục thuế đã kích hoạt cổng thông tin điện tử kết nối với các sàn thương mại điện tử trong nước và triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức người nộp thuế thực hiện nộp thuế khi giao dịch trên sàn thương mại điện tử, đồng thời tạo nền tảng cơ sở dữ liệu, tăng cường công tác quản lý nhà nước ở lĩnh vực này. Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Hồ Đức Phước ghi nhận những nỗ lực của toàn ngành thuế, thống nhất với 10 nhiệm vụ, 22 nhóm giải pháp trong năm 2023, đồng thời nhấn mạnh ngành thuế cần tập trung chuyển đổi số mạnh mẽ, đảm bảo tính minh bạch, xây dựng trung tâm dữ liệu thuế và dữ liệu hóa đơn điện tử, tích cực hỗ trợ để doanh nghiệp phát triển, tập trung cải cách hành chính hiệu quả hơn nữa, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan trong quản lý thuế, chăm lo nguồn nhân lực, thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao.